Hello anh em, chào mừng anh em đến với buổi tập của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một buổi push. Và như anh em thấy là hôm nào mà mình tập gọi là push 2 là anh em sẽ thấy cái chiếc áo màu vàng này. Nên là gọi là anh em hay hỏi là tại sao mình thường tập với gọi là những cái chiếc áo mặc như này, có phải vì thời trang không? Tí nữa mình sẽ giải thích. Nhưng cứ đến ngày push 2 này là mình sẽ mặc chiếc áo này. Cứ nhớ đến ngày ngực chứ, cứ đến ngày ngực. Cũng đã khá lâu từ cái ngày hôm trước mình quay cái ngày push 2 này. Mình nghĩ là đúng 20 ngày và bây giờ mình đã giảm được khoảng tầm 2 cân, 1 cân rưỡi so với là cái buổi hôm đấy. Vậy nên cái buổi push ngày hôm nay ấy, nó vẫn như vậy. Vẫn với một cái mục tiêu là giữ được từng cái số reps ở trong từng bài tập của mình. Và thực ra là mình không chỉ muốn giữ số reps nữa, mà mình muốn đến trong cái buổi tập này từng hiệp một cái chất lượng rep mình được giữ tốt nhất, cái cảm nhận cơ, cái áp lực vào cơ đó là giữ tốt nhất, và mình cứ all in thôi, mình all in hết mình nhưng không bị phá cái form của mình. Đấy cũng sẽ là một cái thử thách khi trong thời gian này, 2 ngày trước là mình bắt đầu giảm cái lượng thức ăn của mình lần đầu tiên. Nó không gọi là lần đầu tiên, cũng phải mà phải tầm 12 hay còn tầm 13 tuần rồi. Mình giảm từ khoảng tầm 74 hay 73 gì đấy xuống tít ở dưới mức mà 66 này. Cân nặng thấp nhất của mình đạt được là 65.85 rồi. Còn hôm nay là mình cân nặng này là đang 66.2, nó hơi lên lại một chút. Nhưng cả một thời gian dài đấy mình không hề thay đổi cái mức macros, không có giảm một chút calo, không tăng một chút cardio nào. Thì đến tuần này anh em mình đã phải giảm xuống 100 calo, giảm 25g carb. Nhưng mình vẫn giữ cái lượng carb gọi là ở bữa trước tập này và cái intro workout của mình này để giữ được cái performance tốt nhất. Nên chắc chắn là đấy, ngày hôm qua đã bắt đầu cảm thấy đói nhiều hơn, chứng tỏ cái diet nó đang works và body đợt này lean hơn rất nhiều. Thì anh em mình sẽ update sau khi anh em mình tập một chút đã. Update một chút như vậy. Và bây giờ là 23 tuần rồi, còn 20 tuần nữa là chúng ta nhắm tới cái mục tiêu mình đoán cái cân nặng của mình và coach của mình đang nhắm tới, nó khoảng tầm 58 cân ish gì đấy, để mình có thể đạt được cái condition nó rất khô, rất siết. Và lần đầu tiên trong đời mình chưa bao giờ xuống được cái bước dưới 60 đấy cả. Nên chúng ta vẫn cứ cố gắng từng ngày một thôi. Không gọi là có cái đích ở cuối cùng rồi, nhưng mình không cần phải stress quá. Tại vì đấy, nó vẫn còn một thời gian dài. Nhưng tuần này đấy, cái sự thay đổi về cái lượng macros kia là cái dấu hiệu là chúng ta sẽ phải hơi push cái quá trình này một chút, không để gọi là chậm như gọi là tuần vừa rồi được. Tuần vừa rồi thì mình có giảm được cân nặng thấp nhất, nhưng mà cái tốc độ trung bình ấy nó mới giảm được tầm 0.3 và nó giữ ở mức 66 cũng hơi lâu một chút. Nên thành ra đấy, một chút thay đổi nhỏ nhưng chiến hết mình, không bao giờ thay đổi ở từng buổi tập một. Nên hy vọng các bạn, hôm nay có Tú đi quay với mình nên hy vọng anh em mình sẽ có được một buổi tập cực kỳ cháy với nhau. Bài đầu tiên xuất phát của anh em mình sẽ luôn là bài tập bụng với cái bài cable crunch. Mình thì mình thích là tập với cái cable hình chữ U ấy, tại vì mình bám nó chắc. Và với cái bài này ấy, 3 hiệp, mỗi hiệp mình đều tập tới khoảng tầm 15 cái, từ 11 đến 15 cái. Để cũng như cái buổi trần ấy, với bài này ấy, nó không chỉ là làm nóng cái phần bụng của mình mà nó đưa cho cơ thể của mình qua cái chuyển động gọi là vươn và gập lại của cái phần thân trên của mình ấy. Để khi tí nữa mình vào những cái chuyển động của đẩy ấy, mình có thể giữ được nó chắc hơn, tại vì nó đã được kích hoạt qua cái chuyển động gọi là gập duỗi như này rồi. Đó, nên với chuyển động này mình nghĩ là nó không chỉ là tốt cho phần bụng mà nó sẽ giúp cho mình kể cả chuẩn bị rất tốt cho những cái bài tiếp theo. Tiếp đến ấy là Smith Machine Chest Press. Và với cái máy này ấy, thì các bạn vừa thấy là mình đầu tiên mình set up cái vị trí đã, set up cái ghế. Và thậm chí ấy, mình test cái ghế xong ấy, nhưng mà mình lúc đấy là nó chưa lắp tạ, nên thành ra khi lúc mình xuống mình chưa cảm nhận được cái áp lực, xem thử dựng có đúng cái điểm áp lực của cho mình cần không. Nên thành ra lúc đấy mình sẽ lắp 10 vào để ít nhất mình cảm nhận được cái mức tạ lúc đấy và cảm nhận thực sự là nó có phần mình cần
công hay không. Đấy là một cái kinh nghiệm cho các bạn. Tại vì ví dụ như lúc đó ban đầu ấy, mình cảm thấy là ok, sẽ đắp ghế như này khá là ok rồi, cái tay là khá là ok rồi, nhưng mà mình cảm thấy là cái áp lực nó vẫn cảm thấy hơi là lạ một chút, nên là thành ra khi mình lắp tạ 10 và kia và mình thấy đây mới là cái điểm mà mình cần, mình phải xịt người lên một chút. Đấy, nó sẽ là tùy cấu tạo của mỗi người và độ dài cánh tay rồi đến các cấu tạo của phần cơ, để làm sao mà chúng ta biết được là cái chuyển động này nó có thực sự là phù hợp với chúng ta hay không. Nên nhớ những lưu ý những cái điều đấy, cảm nhận những cái hiệp khởi động là những cái hiệp và cơ hội để chúng ta set up làm sao cho vị trí nó phù hợp với chúng ta nhất khi mà chúng ta lại tập ở một cái phòng tập ở ngoài như thế này. Giữ ngực, đừng để va lên, vừa thôi. Nữa. Up. Đây rồi các bạn, anh em sẽ biết được là công dụng chiếc áo này là gì. Nó chả có tác dụng khác gì ngoài giúp cho mình đeo này nó dễ hơn. Mình chỉ sử dụng nó đúng như công cụ như thế thôi, không có gì khác biệt cả. Để tại vì mình kéo lên mũi cái này nó rất là khó, nên chỉ cả khi mà các bạn sẽ thấy là khi mà mình tập chân không bao giờ mình còn đùi mình tuần mà còn dài, để kéo cái gọi là khuỷu gối cũng dễ hơn đó, nên là không có gì thần bí đâu nhé, đừng làm cho nó đặt phức tạp. Sau khi xong với hiệp đầu ấy, mình có một tâm trạng khá là gọi là thất vọng ấy. Thất vọng là kiểu rằng là không làm đủ được cái số rep. Mình làm được 7 rep thôi, thay vì là tuần trước mình làm được 9 rep rồi. Không, mình ngày trước mình làm 9 rep rồi. Ngồi một lúc, chán lên một lúc. Nhưng mà thực ra ấy, xong rồi mình nhớ lại là cái tuần trước khi mình làm được 9 rep, đấy là khi mà mình set up ấy, mình bị lệch một chút, là người mình bị đẩy xuống một chút, thành ra cái tay nó bệnh nhiều hơn ra ngoài, và thành ra là áp lực mình dùng vai nhiều hơn. Thứ hai là mình như mình nói, mình giảm được từ 67.5 xuống bây giờ là 66.2 rồi, 1 cân rưỡi. Thứ ba nữa, khi mình xem lại cái video mình tập vừa cái hiệp vừa rồi ấy, cái độ kiểm soát mình rất tốt, mình đi xuống rất chậm, mình kiểm soát mình không sợ, mình không bị tầm đấy sợ. Kể cả ví dụ như mình bị 1-2 rep down đấy mà cái chất lượng rep mình tăng lên đấy, thì thực sự mình mãn nguyện hơn rất nhiều vào đấy. Bỏ qua cái tâm lý cái hiệp đầu đấy, hiệp sau tự nhiên thêm được 1 rep nữa này. Đợt trước là làm 9 rep với 3 bánh này, nhưng mà tuần này làm 10 rep. Maybe có thể là do tuần trước nó làm nhiều rep hơn thì ở hiệp đầu thì hiệp sau mất sức hơn, nhưng tuần này vẫn có được những cái sự tiến bộ từ cái đấy, nên mình chấp nhận luôn. Miễn làm sao đấy giữ toàn bộ được áp lực ngực, mình tập đến chết, mình kiểm soát tốt, áp lực nó vẫn dành cho ngực rất nhiều, và chính những cái training như thế này nó giúp cho cái ngực của mình luôn luôn đầy. Tốt.
Bài thứ hai này là bài đẩy với máy của mình. Thực ra là bài đầu mình cũng đẩy mà. Thực ra ấy, với cái bài đẩy với máy này ấy, có một cái mindset nhá mà mình thấy các bạn sẽ bị mắc sai lầm nhiều, đấy là khi các bạn nghĩ rằng là những cái bài đầu tiên là những cái bài chính, bài main lift chẳng hạn, như kiểu là ví dụ như cái bài Smith Machine, với nhiều bạn chính vì nó là bài đầu nên các bạn tập trung thực sự, các bạn rất cố gắng, các bạn nỗ lực, các bạn đẩy được một rep một, nhưng không có nghĩa là sang những cái bài đẩy máy hay là kiểu bổ trợ như thế này, các bạn nghĩ rằng nó không quan trọng và vào tập chỉ thực sự đẩy từ điểm A tới điểm B. Với những bài này ấy, nó bổ trợ cho việc xây cơ bắp của các bạn, nó cũng cần xứng đáng được tập tất cả những cái áp lực mà đáng nhẽ ra nó, cái máy nó được thiết kế để chúng ta lấy lại toàn lực, toàn bộ được cái áp lực đấy. Nên kể cả khi mình vào hiệp đầu này, mình cũng rất tập trung, mình xác định tinh thần, mình muốn chiến thắng nó như thế nào, mình muốn kiểm soát ra sao. Hôm nay thậm chí là top set này mình có được thêm một wrap up đó. Với những cái bài như thế này ấy, nó giúp cho chúng ta, đấy, thậm chí ví dụ bài top set kia mình nó còn không lên được wrap up, maybe bị hụt, nhưng mà với cái bài này nó cho mình rất nhiều cái sự hỗ trợ, thì tại sao chúng ta không tận dụng cái đó để chúng ta vẫn có thể tăng tiến được. Và như vậy ấy, cái công sức chúng ta bỏ ra ấy, nó tốt hơn rất nhiều, để đạt hơn rất nhiều. Và đấy, cơ bắp nó giữ lại được cái độ phồng của mình ấy, trong thời gian này rất tốt. Sau khi xong với hai bài đẩy thì mình sẽ sang với một bài Pelvic Flies. Với cái bài ép này nhá, thì mình muốn các bạn nhớ cho mình hai nguyên tắc này. Một này, cái lồng ngực này luôn vươn cao này, cho dù các bạn đi vào trong này, đừng bao giờ cố gắng sụp ngực xuống chỉ vì để cố gắng làm số rep, luôn luôn giữ cái phần ngực để cái ngực nó làm việc. Và thứ hai ấy, khi mà đi vào đây này, đừng cố gắng chạm hai tay vào như này, cố gắng ấy, đưa hai cụ trỏ này sát vào với nhau hơn, khi trả về cong lại để cho nó giãn hết cái phần ở dưới ra và giảm cái áp lực vào cái bicep của các bạn, cái bicep tay trước ấy. Nhưng mà khi vào ép nó vào, và các bạn sẽ thấy đây mình không tập đấy, ép nó vào thôi nó sẽ vào rất nhiều. Nên nhớ nhá, bằng bất kỳ giá nào, kể cả có phải hạ tạ đi chăng nữa, hạ làm ít rep hơn cũng được, nhưng cái áp lực nó vào cơ ngực nhiều hơn, thay vì là chúng ta cố gắng chúng ta cố nhiều mức tạ nhưng cái áp lực vào cơ ngực ít và cái tổn thương cho cơ thể nó nhiều ấy, làm chúng ta khó phục hồi hơn, không đáng. Tốt, đúng không? Hay nhá. Ngực vào, đúng rồi, giữ cái nữa này. Đúng rồi, vẫn ngực. Đúng rồi, tốt, chậm rồi. Tốt. Ok. Oh.
để tập cái vai giữa này hiệu quả nhá. Thì mình kinh qua rất nhiều thể loại tập vai giữa, từ đẩy máy này, hay thậm chí là bay vai với tạ đơn, bay vai với máy, bay vai hai tay cùng một lúc nữa, bay vai với cây gọi là đi handle. Thì ấy, thực sự cái bài lateral raise là một trong những cái bài mà nó giúp ích cho cái vai giữa này nhiều nhất, đặc biệt khi mình tập từng tay một ấy, nó giúp cho cái vai của mình tập tốt nhất. Và đặc biệt thêm một cái nữa ấy, cái mà để thực sự phát triển cái vai của mình mà không bị chấn thương ấy, để lại tổn thương ít nhất cho cơ thể ấy, đấy là bằng cách không dùng đà. Ngày xưa mình tập mình nhớ là kiểu ui tập dumbbell ấy, là kiểu cứ văng này này, xong rồi bảo là cố gắng hạ xuống ấy. Nhưng mà thực sự ấy, với cách tập như thế nó gây ra tổn thương rất là nhiều cho cơ thể. Và với cái cách tập mà làm sao để mình xuống này, pause lại dưới này, đi lên này, pause ở trên, kiểm soát chuyển động từng giờ trở về này, nó đem lại cái sự phát triển rất lớn cho cái vai của mình ở trong 2 đến 3 năm off season gần đây. Cái thời gian trước ok mình biết đến tập cuff rồi, nhưng từ đấy mình vẫn cố gắng văng này, xong rồi cố gắng là dùng đủ mọi thể loại để mà mình có thể nhấc được cái điểm tạ từ điểm A đến điểm B. Nhưng mà từ khi ok mình chấp nhận là ok có thể là mình làm ít tạ hơn một chút, tại vì vai của mình đã đủ khỏe rồi, ok mình giữ cái mức tạ nhưng mình cải thiện về cái chất lượng từng rep một của mình. Xuống pause, không dùng đà kiểu xuống phát lên luôn ấy, mà pause ở dưới, phát lực từ cái vai này đi ra ngoài, nghĩ là đi ra ngoài chứ đừng nghĩ là nâng lên trên, đi ra ngoài, pause ở trên, từ từ giả xuống. Chính cái sự thay đổi một chút rất nhỏ trong cái việc kiểm soát chuyển động ấy thôi giúp mình không bao giờ chấn thương vai. Mà các bạn thấy không đấy, khi mà cái vai của mình bây giờ này nó xây lên được, xong rồi nó lộ ra ở cái đợt mà off season béo ấy thì không thấy được cái vai đâu, nhưng mà đây này đó, mình nghĩ rằng là cái vai và ngực của mình là hai trong những ống cơ rất trội chỉ bởi vì mình bỏ cái tôi đi và mình học cách kiểm soát rất tốt. Bây giờ đúng là kiểu ba đầu rồi. Nếu các bạn thực sự tập rất là chết thì đúng là vai giữa của bạn chỉ cần đúng 3 hiệp. Vừa rồi các bạn tập cái bài single arm cuff lateral raise, các bạn không cần bài tập tiếp theo. Với bản thân mình ấy, thì sau khi mà mình tập với 3 hiệp như vậy, và các bạn sẽ thấy mình set up cái cable nó xuất phát ở dưới cùng ngang với mắt cá chân của mình ấy. Tại vì sao lại mình set up như vậy? Bởi vì mình set up như vậy để tạo ra cái độ khó nhất ở trên cùng là khoảng shortened range, là cái khoảng mà cơ khó để co nhất, nên đây nó sẽ nặng nhất này. Và bây giờ đến với mình ấy, sau khi một phần là vai mình cũng khỏe nữa nên mình có thể thêm 3 hiệp nữa. Nhưng với lần này mình sẽ nâng cái cable cao ngang hông của mình để lúc này ấy, khi mà mình đi về đây này, nó sẽ nặng nhất ở cái khoảng này đó. Và như vậy ấy, nó sẽ là tập toàn bộ cái khoảng giãn của cơ, khoảng cơ nó khỏe nhất chẳng hạn, thì lên đây nó sẽ hơi nhẹ hơn. Nhưng mà các bạn chỉ cần lặp đi lặp lại 15 reps rồi đến những cái thứ 14, 15 nó rất chết. Và 3 hiệp cuối đấy ấy, thực sự triệt tiêu toàn bộ những cái gì còn lại của vai sau 3 hiệp trước ấy. Đó, với các bạn ban đầu ấy, mình chỉ khuyên là học cách tập kiểm soát thật chết ở 3 cái hiệp đầu ở với cái version mà đặt cái table nhất. Sau rồi đấy các bạn học có thể thêm được là ok để ở ngang trên đây. Tại vì ấy, có một cái điều ấy mà các bạn sẽ không quen, đấy là khi mà các bạn đặt cái cable cao ngang hông như thế ngay từ đầu luôn ấy, các bạn sẽ cảm thấy nó lạ, nó nhẹ đó, nên các bạn sẽ chủ quan. Nhưng mà thực ra chính cái này ấy cần cái độ kiểm soát cao và cần cái độ kiên nhẫn để đến những cái thứ 14, 15 ấy nó thực sự rất là buốt và phát huy tác dụng của nó. Nên nếu các bạn muốn có thể thử, nhưng nhớ đừng khinh thường nó, bởi vì kể cả đấy sau khi mình tập 3 hiệp kia, bây giờ mình vẫn chỉ dám tập cái mức tạ đây và cái số rep của thậm chí còn ít hơn. Vừa rồi cách mình đứng ấy, lúc này là mình đứng cái bồn nó sẽ ở trước mặt, nhưng ấy chính vì cái đường chuyển động của mình ấy, bao giờ mình sẽ luôn luôn muốn cái vai của mình ấy nó đi hơi chéo về phía trước này, chứ không phải đi ngang sang cái này. Nên ấy, khi mà mình muốn bây giờ tập vào khoảng giãn, mình muốn đi nó đi sâu về phía sau ấy, thì cái tay của mình nó sẽ phải là chéo so với cái đường tạ này. Và chéo cái đường tạ thì mình phải đứng hơi xịch lên đây một chút này, hơi đứng xịch lên đây một chút để khi mình chéo về đây này, đó nó sẽ thẳng một đường. Và ở đây mình có thể bám được cái phần này này để làm cái điểm tựa, để gồng chắc hơn cái phần bụng, phần vai. Và như vậy khi mà mình có điểm tựa, mình càng vững hơn, và như vậy càng nhiều áp lực vào cái vai, phần vai của mình hơn.
cùng ánh sáng hôm trước này. Hôm nay bụng rõ hơn rất nhiều rồi. Hôm trước là chưa thấy rõ lắm nhưng mà hôm nay in hẳn luôn này. Tuy là chắc là nó vẫn còn mỡ này, mỡ ở đây này. Nhưng mà đấy. Cuối cùng cũng xong. Một buổi tập không thể cháy hơn. Cân nó giảm sức mạnh ở, có thể giảm một tẹo ở bài đầu chẳng hạn. Nhưng các bài sau ấy vẫn tăng tiến rất là tốt. Thứ ra không phải đến mức tăng tiến hẳn. Có những bài giữ được, có những bài tăng tiến một chút. Nhưng cái quan trọng ấy, mình vẫn hài lòng vì mình biết được những cái gì mình có thể kiểm soát được. Từ cái sự kiểm soát của động tác này đến mình cố tập đến chết ở từng hiệp một. Và mình biết được đấy, chỉ cần như thế thôi, kể cả các bạn thấy là đợt này mình giảm rất sâu. Ok, có thể sẽ chắc chắn nhìn dần dần xẹt, nhưng nó vẫn nhìn vẫn rất đầy đặn, đặc biệt phần ngực, phần vai của mình, phần tay của mình là những cái điểm mà đợt này mình đang rất tự hào. Nên mình muốn đem lại cái training này, muốn đem lại cái động lực cho anh em nhiều hơn. Và cho dù đấy chúng ta có những sự thay đổi đấy, chắc chắn từ sau những cái đường nét này nó sẽ có nét hơn một chút, ví dụ như cái đoạn vai tay này, hôm sau nó sẽ còn lộ hơn. Cái tay sau này của mình bây giờ nó lộ nhiều rồi, nhưng mà chắc chắn sau này nó sẽ có cái những cái vằn ở đây. Vai bây giờ bắt đầu vằn nhiều hơn rồi đây. Đó, nhưng mà sau này nó sẽ càng ngày càng rõ hơn. Nên anh em đón chờ vlog tiếp theo nhá. Chắc là vlog tiếp theo mình cũng sẽ là một ngày pool ở đây. Nên hôm sau chúng ta lại có cơ hội so sánh nhé. Và bây giờ thì đi về thôi, ăn cơm và lại một ngày. Anh em nào mà chưa xem video tiếp theo như thường ngày tôi sẽ làm gì ấy, quay trở lại video một ngày của online coach như thế nào nhá. Ngay vlog ngày trước, quay lại xem đi, đầu tư nhiều công sức lắm đấy. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.